giờ thì mình đi ra đây bắt hến nha cả nhà. Thấy cũng có người câu cá nè, câu cần câu câu cá nè. Trời, họ cũng tắm sông tắm biển đây ha. Giờ thì mình sẽ đi xuống đây để cào hến ha. Vàng luôn á, thấy vàng ống ánh luôn á. Vàng, có vàng thiệt á. Vàng thiệt đó không? Vàng thiệt luôn hả? Dạ. Giờ đi bắt hến mà gặp vàng luôn nè cả nhà. Có màng là màng vàng xong rồi vàng nè. Vàng đó, màng vàng vàng ống ánh á. Nhưng mà nó không có được vàng hột thôi, nó thì nó bằng giác mỏng 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 thôi. Nước trong vắt luôn. Nó dạt vô thôi. Chứ nó mà có vàng hột thì dàn hột mà lên đây lụm mà cái này mình con luôn. Có ấy được đãi được không nè em à, thì đó vàng vàng không có vậy đấy có nè vàng không à, thấy không? Vàng thiệt luôn, vàng thiệt luôn á hả, còn ngày kiếm 5 tỷ cũng được mấy ngàn nha. Vàng không à, nó tấp vô dọc cái vàng không à. Trời ơi, giờ đi cầu hết bắt sò giờ hô vàng nữa đó. Đâu rồi, cái con bắt được không? Dạ, hồi nãy bắt hai cái ốc rồi mẹ. Con bắt đó hả? Nha, mẹ. Ừ, con mò đi. Đó nè, con mò cái chân này nè. Con mò cái chân trước đi. Con dẫm lên nó cục nọ. Ướt nhà vô rồi, ướt nhà vô rồi. Có bụng hơn, ăn bắp gì đi con. Anh mẹ, mẹ xong một cái sao rồi không để mình được đánh. Được, con lấy cái rổ đi. Hồi con lấy cái rổ nó luôn. Ờ, con lấy cái rổ con nè, bỏ vô bánh này nè. Tí nữa ăn mà không mỏi. Ăn trước à, tôi nói okay. Lắm rồi. Anh để nó bỏ lên, đã anh liền lên, nó mất tiêu làm sao. Anh để đãi qua hướng này nè. Hướng nào? Hướng tay phải anh á. Thôi con đi. Còn cá nữa nè. Có cá nữa hả? Cá lòng tông. Xin. Té luôn. Con đứng một chỗ á là à, cát nó lúng. Ở xuống đây nhìn vàng luôn nè. Ta nói bắt hến này cứ vàng hoài. Cần chứ bắt em để đứng nước ăn em lượm nè. Đứng nước lượm là cũng có nữa hả? Đây. Anh bỏ vô rổ đây tí rồi bỏ vô rổ với anh á. Tàu á, tàu đi ngang á là sao? Bơi được không? Bơi đi. Đâu có xuống đâu.
Bình. Bình. Ồ anh qua hướng bên đây nhiều lắm nè. Cái ông kia ông đi, ổng câu cá bên đó là bên đây nhiều nè. Đi xịt lại bên đây chút. Đi xịt lại bên đây. Vy Vivian, đi xịt lại bên đây con. Đi xịt lại bên hướng bên này nè. Đây. Con đi xịt lại bên hướng bên này nè. Bên đây nhiều hơn. Đi xịt xịt lại bên đó đó. Mẹ, mẹ nhìn cái này nè. Có chừng nước nó sóng nó đập lên đó nha con. Nó tạo đi ngang qua nước nó dồn đó. Ba có nhiều lắm hả? Ba lấy hết của con luôn. Ba có nhiều lắm hả? Ba lấy hết của con. Mẹ, ba lấy hồ mò mò không mà vậy này đó hả? Ba lấy hết. Đâu người ta đi câu. Cái tàu của người ta mà. Rồi, tàu đó muốn được. Ừ, có làm sao? Muốn được. Ai cho muốn? Muốn được. Đại dạ. 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 Muốn về dạ. Mẹ, con muốn về mẹ muốn để cái gì ở trong đây vậy? Ờ, ngồi bên. Con đi ra chỗ ba. Đi sâu sâu qua chỗ ba nhiều. Giống như mấy đứa Việt Nam á, nó cầm cái giống ở Việt Nam á, nó cầm này nè, nó đi làm nè. Con coi chừng trúng đá nghe không? Ừ, con cào đi. Đó, con mà được đó. Cái miệng thì tiêu lia đó. Mà ngâm hết cái người của ba là không sao. Con hơn ba mà. Hết trong kế, còn xíu. Gái giỏi dữ vậy ta. Bây giờ con bơi mấy vòng rồi đó. Ồ, đã chưa? Đó, vì anh giỏi chưa? Vì anh ngồi quá trời luôn kìa. Vì anh nó màu quá trời luôn kìa. Giỏi quá ta biết làm. Mẹ xuống một chút là lạnh xong hết. Mẹ làm đi. Ừ. Để mẹ biết làm. Mẹ biết. Giống như bà hồ. Con đứng bên này để gió. Bơi được rồi. Bơi với gió lạnh. Con dung cái vầy đó không có không. Chí. Đó, bơi chút là lạnh hết rồi. Ra đây. Dạ, mới vòng là nó hết rồi. 6 cái. Ừ, mới chọt xíu được mấy cái rồi đó hả? 6 cái hả? Là có cái gì hả?
vô đây. Đó đó. Nhiều vậy đó hả? Con né cái cục đá nè, con né cái cục đá. Con coi chừng trúng cục đá đó nha. Đâu ba, đưa coi ba. Ừ. Ồ, bự chứ. Ồ, bự nha. Mẹ ơi, con tìm một cái nhỏ nè. Để qua bên đó. Bên này cũng có. Có mà nó lên mà đá thật cao đó tôi biết mà. Mẹ. Mẹ. Mẹ đưa cho con cái rổ ha. Con bỏ lên rổ đi. Cầm lên bỏ lên rổ đi. Nhiều lắm hả? Ồ, oh, wow. Ồ, vậy hả? Nhiều lắm hả? Cái tàu chạy ngang là chuẩn bị có sóng đó nha. Wow, nhiều vậy hả? Nè. Sao? Chụp đi. Wow, quá trời luôn á. Hai chỗ bận luôn. Nè cả nhà ơi, hến bự quá trời bự luôn nè. Quá trời bự luôn. Hến này chắc mập quá. Đây cả nhà. Hến này thì mình về mình sẽ ngâm ha. Ngâm cho nó ra cát sạch sẽ hết đi. Cắt ớt tươi vô ngâm, ngâm nước vô gạo. Cho nó ra cát sạch sẽ. Rồi xong cái mình nấu lên, mình lấy mình là nấu cơm hến. Rồi làm hến xào lá quế nữa. Hến xào lá quế với lại nấu cơm hến ăn nè cả nhà.